chuyển hướng đột ngột, bão số 5 có đổ bộ vào đất liền. Ngư dân Quảng Nam gặp nạn trên biển, tiếp tục tìm kiếm 13 ngư dân mất tích. Đại tướng Tô Lâm đã khởi tố 92 bị can trong vụ tấn công trụ sở ở Đắk Lắk. Tìm thấy nghi phạm đâm tử vong cô gái trong cửa hàng quần áo. Căng thẳng leo thang ở Trung Đông, Việt Nam sẵn sàng tham gia hỗ trợ nhân đạo. Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị vừa theo dõi những thông tin nổi bật sẽ có trong bản tin tổng hợp 18h30 phút của báo Người Lao Động. Thông tin chi tiết sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.Thủ Đức và các phòng nghiệp vụ trực thuộc Công an TP.HCM tiến hành xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với hoạt động liên quan hành vi điều khiển mô tô phân khối lớn, biểu diễn bằng những hành động nguy hiểm, lưu thông trên tuyến đường thuộc TP.Thủ Đức do Trần Thị Ngọc Trinh, người mẫu Ngọc Trinh thực hiện. Kết quả điều tra xác định không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2 biểu diễn những hành động nguy hiểm trên xe mô tô phân khối lớn mà không có đồ bảo hộ an toàn. Tin bão khẩn cấp từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sự tương tác của không khí lạnh tràn xuống vào ngày 20 tháng 10 có thể khiến bão số 5 sau khi tiến vào vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ đổi hướng quay ngược lại đi theo hướng Tây Nam. Theo đó, không loại trừ khả năng bão số 5 sẽ tiếp tục chuyển hướng đổ bộ vào đất liền Việt Nam. Do ảnh hưởng của bão số 5, ở đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Hồi 10 giờ ngày 19 tháng 10, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 108,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo bão số 5 sẽ di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng từ 5 đến 10 km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Trên đất liền, từ gần sáng ngày 20 tháng 10, vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh đến Thái Bình có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo nhanh về tình hình tìm kiếm 13 thuyền viên trên 2 chiếc thuyền gặp nạn trên vùng biển Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Theo báo cáo mới nhất, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm được thêm người nào trong số 13 người mất tích. Trước đó, tàu cá QNA 90129TS hành nghề câu mực, trên tàu có 54 lao động, đang hoạt động cách mũi An Hòa, Quảng Nam khoảng 370 hải lý về hướng Đông Nam, cách đảo Song Tử Tây, Trường Sa khoảng 70 hải lý về hướng Bắc Đông Bắc thì bị lốc xoáy làm chìm. 40 ngư dân được tàu bạn gần đó cứu nạn, 14 ngư dân không may mất tích. Tiếp đó không lâu, tàu cá QNA 90927TS đang hoạt động cách bờ biển thành phố Quy Nhơn khoảng 240 hải lý về hướng Đông Đông Nam, cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc thì bị sóng đánh chìm. 38 ngư dân trên tàu may mắn được tàu bạn cứu sống, còn ngư dân Nguyễn Duy Định mất tích, 78 ngư dân đang được đưa về đất liền. Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm 13 ngư dân trên 2 con tàu đang mất tích. Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm vừa thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ ký báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023. Trong báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 92 bị can với nhiều hành vi khác nhau liên quan đến vụ khủng bố tấn công trụ sở xã tại huyện Cư Cu Yên, tỉnh Đắk Lắk. Theo Bộ trưởng Tô Lâm, tình hình tội phạm được kiềm chế, không để phát sinh những phức tạp lớn, trật tự an toàn xã hội từng bước có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro. Đối với công tác phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật, Đại tướng Tô Lâm cho biết Bộ Công an đã triển khai nhiều giải pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn đối với các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. Trong đó, cơ quan chức năng đã khởi tố 92 bị can về nhiều hành vi liên quan đến vụ khủng bố tấn công trụ sở xã tại huyện Cư Cu Yên, tỉnh Đắk Lắk và tổ chức rút kinh nghiệm, không để xảy ra các vụ việc tương tự. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế Bắc Cạn về việc điều tra vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.
Theo đó, Cục An toàn Thực phẩm nhận được thông tin từ Phòng Quản lý An toàn Vệ sinh Thực phẩm, Sở Y tế Bắc Cạn, vụ nghi ngờ ngộ độc sau khi ăn lẩu tại quán lẩu Chiêm Còi, đường Thanh Niên, tổ 8, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn. Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Bắc Cạn chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân trên. Trường hợp cần thiết có thể xin hỗ trợ hội chẩn chuyên môn với tuyến trên là Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Cục này cũng yêu cầu Sở Y tế Bắc Cạn tạm thời đình chỉ quán lẩu nêu trên để điều tra nguyên nhân, đồng thời tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc theo quy định. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Hiển, 37 tuổi, ngụ xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, chính quyền địa phương có chủ trương hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống cho các hộ dân bị thiên tai ở xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức. Nắm được việc này, Hiển đến gặp các hộ gia đình ở huyện khác, giới thiệu mình có quen biết với các lãnh đạo ở một số bộ ngành ở Trung ương. Người này nổ, mình có khả năng xin cho các hộ dân được hưởng chủ trương trên với điều kiện mỗi hộ dân phải đóng cho Hiển số tiền đăng ký hồ sơ từ 25.000 đồng đến hơn 1,5 triệu đồng một hồ sơ. Sau đây sẽ là những thông tin nổi bật trong nước chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Tin từ lực lượng cơ quan chức năng cho biết đã tìm thấy nghi phạm NVH, tên viết tắt, 37 tuổi, ở phường Trung Thành, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, H đã không còn sống. Được biết, H là nghi phạm trong vụ sát hại cô gái 27 tuổi trong cửa hàng bán quần áo tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, nghi phạm NVH được tìm thấy trên sông Hồng, đoạn qua xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, cách nơi được cho địa điểm người đàn ông nhảy cầu Thanh Trì, Hà Nội quyên sinh khoảng 10 km. Tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt giữ đối tượng Ramacha, biệt danh Belken, sinh năm 2001, ngụ huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, để điều tra về hành vi tước đoạt mạng sống của người khác. Trước đó, nhóm của anh Trần Ngọc Huy, ngụ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đến chơi tại quán bar Liberty, đường Trần Hữu Dực, thành phố Buôn Ma Thuột. Lúc này, nhóm của anh Huy xảy ra mâu thuẫn, xô sát với nhóm của Bùi Quang Tú, sinh năm 1994, ngụ thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Nhóm Bùi Quang Tú đã dùng dao tấn công Trần Ngọc Huy. Sau khi mọi người can ngăn, anh Huy được đưa đi cấp cứu kịp thời, còn Bùi Quang Tú cùng đồng bọn đã bỏ trốn. Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô lớn. Trước đó, sau một thời gian dài đeo bám, Công an thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ chia làm nhiều tổ đồng loạt kiểm tra và bắt quả tang tại 10 điểm đánh bạc. Khám xét tại các địa điểm, lực lượng công an thu giữ 16 chiếc điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động ghi số đề. Một nguồn tin của phóng viên cho biết liên quan đến bộ hài cốt được phát hiện tại bãi đất trống trên địa bàn thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, bước đầu xác định đây là một vụ quyên sinh. Theo nguồn tin này, bộ hài cốt được phát hiện có đầy đủ các bộ phận. Tại hiện trường, có một nhánh của gốc cây gần đó bị quằn xuống. Bên cạnh còn có một bộ đồ và một đôi dép nghi là của nạn nhân. Vừa qua, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội sự việc một nữ sinh mặc đồng phục của trường Trung học cơ sở Trung Mỹ Tây, huyện Hóc Môn hành hung một nữ sinh khác. Đáng nói, những học sinh chứng kiến xung quanh không can mà còn xúi giục, hò reo. Cụ thể, trong đoạn clip có độ dài khoảng 30 giây ghi lại cảnh một nữ sinh bị một nữ sinh khác tác động vật lý và lột quần áo trước sự chứng kiến của một số học sinh khác. Được biết, theo báo cáo ban đầu của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, nữ sinh hành hung bạn là học sinh trường Trung học cơ sở Trung Mỹ Tây 1 có mâu thuẫn trên mạng xã hội với nữ sinh bị tác động vật lý. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý được cập nhật đến 18 giờ 30 phút tối. Mời quý vị đón theo dõi. Trả lời câu hỏi về tình hình căng thẳng leo thang ở Trung Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành động tấn công bạo lực nhằm vào dân thường, các cơ sở nhân đạo và hạ tầng thiết yếu. Việt Nam kêu gọi các bên ngừng bắn, chấm dứt các hành động sử dụng vũ lực, tôn trọng luật nhân đạo quốc tế, nối lại đàm phán, giải quyết các bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc, nhằm đạt được giải pháp công bằng, thỏa đáng và lâu dài cho tiến trình hòa bình Trung Đông, bảo đảm tính mạng, an ninh, an toàn cho người dân.
Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tham gia nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, thúc đẩy đối thoại và hỗ trợ nhân đạo cho người dân tại vùng xảy ra xung đột, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa qua thông báo, ông đã ra lệnh cho lực lượng không quân vũ trụ Nga tuần tra thường xuyên tại không phận quốc tế trên Biển Đen bằng các máy bay mang tên lửa Kinza. Hãng tin TASS dẫn lời ông Putin rằng các máy bay MiG-31 của Nga được trang bị hệ thống tên lửa Kinza. Tên lửa này có tầm bắn hơn 1.000 km và tốc độ bay Mach 9 11.113 km/h. Tầm bắn của vũ khí siêu vượt âm Kinza có thể vươn tới phần phía đông của Địa Trung Hải. Người đứng đầu Điện Kremlin nhấn mạnh thông báo này không nhằm mục đích đe dọa mà là một phản ứng của Nga trước bất ổn leo thang, đặc biệt là ở Trung Đông. Vừa qua, tàu buồm Hải quân Ấn Độ INS Sundarini do Trung tá Kamasindrana làm thuyền trưởng đã cập cảng Sài Gòn, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày. Tham dự lễ đón tàu có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanya Jaishankar, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết sự kiện tàu INS Sundarini đến thành phố Hồ Chí Minh đánh dấu nỗ lực của hai bên trong thúc đẩy hơn nữa hợp tác về lĩnh vực quốc phòng, góp phần củng cố, vun đắp mối quan hệ truyền thống lâu đời ngày càng phát triển, đâm hoa kết trái trong tất cả các lĩnh vực như văn hóa, thương mại, du lịch, đầu tư. Chính phủ Ấn Độ cam kết sẽ quan tâm xúc tiến, thúc đẩy các hoạt động hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Tổng thống Joe Biden vừa qua đã đến Israel để trao đổi với Thủ tướng Benjamin Netanyahu về cuộc khủng hoảng. Sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ đến Jordan để gặp Quốc vương Jordan Abdullah, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Giới chức Mỹ cho biết, ngoài vấn đề quân sự, Tổng thống Biden dự kiến sẽ nhấn mạnh sự cần thiết của việc để viện trợ nhân đạo tiếp tục vào Gaza. Bên cạnh đó, AP dẫn lời một quan chức Ai Cập cho biết, nước này và Israel nhất trí rằng các đoàn xe cứu trợ đang đợi tại cửa khẩu Rafah sẽ đến cửa khẩu Kerem Shalom giữa Israel và Dải Gaza để được kiểm tra trước khi vào Dải Gaza. Những thông tin nổi bật về các sự kiện trong nước và quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Để cập nhật những thông tin mới nhất về tin tức trong và ngoài nước, quý vị đừng quên đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!